Xin chào các bạn ơi, bữa nay mình sẽ ăn món của dân tộc Bana ha. Thì ở đây là mình có nấu ở trong này thì có thể là gọi thập cẩm các bạn, tại rất là nhiều món ở trong này. Thứ nhất là đậu đũa, trái cà pháo nè, ớt, nấm, rồi lương, lát khổ qua nữa, rất là nhiều luôn. Ở trong này thì mình để rất là nhiều ớt luôn. Bây giờ mình sẽ cắt ha cho nó cay. Nói chung món này là chắc chắn luôn là có mình Mary ăn à. Ông xã của Mary là một người rất là kén ăn các bạn. Bởi vậy khi mà qua bên Mỹ á, thật sự là mẹ của Mary giống kiểu như là cũng hơi buồn ông xã Mary xíu các bạn. Tại vì anh sẽ không có bao giờ ăn thử luôn á, giống kiểu như là không thích ăn thử luôn á. Bởi vậy Mary cũng nói là sau này mà có đi về quay phim này kia Mary về mình, tại anh sẽ rất là dễ làm cho người ta buồn các bạn, giống kiểu vậy á. Nghĩa là đồ ăn là không các bạn ơi, không có thử luôn á. Mary cũng định là sẽ về Việt Nam các bạn, về quê của Mary thôi, cũng không có, chắc là không có đi chơi đâu, mà về một mình bỏ chồng con ở đây. Mary đi cũng lâu lắm rồi chưa chưa có về luôn, thì Mary định là khi nào hết dịch thì Mary sẽ về về quay cho các bạn coi quê của Mary luôn. Cái này là các bạn có thể nấu cho ớt nó tự tan luôn cũng được các bạn ha, giống như là cho nó tự bể ra luôn á. Ở đây thì có cà pháo nè, nên ở trong này thì rất là nhiều vị các bạn ha, rất là nhiều vị khác nhau. Ở đây thì cá này là cá hấp các bạn. Ta hấp xong rồi mới chiên. Lấy mọi thứ một ít, nó sẽ cay cay. Thật ra là không cần cá này luôn các bạn. Lát khổ qua thì đắng đắng, còn nóng của bạn mới vừa nấu xong. Ngon quá à. Tiếc ghê, hồi nhỏ mình không thích mấy món này. Tính ra chỗ mình ăn á, bây giờ thì mình không biết không, nhưng mà hồi 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 xưa á, cũng tại vì nghèo rồi các bạn, nhưng mà tính ra lại là ăn đồ tốt cho sức khỏe. Không có dầu mỡ gì hết á. Nấu canh là để vô nấu thôi mà. Nói chung đa số là thập cẩm giống vậy nè. Ít cái này, ít cái kia. Nó có đủ vị luôn. Ừ.
bình thường hả, chỗ mình nóng không có để đường mà. Mà bây giờ thì mình ăn khá là ngọt. Mà riêng cái món này là để đường nó không ngon mà, với lại mấy cái món mà đắng đắng á mà để đường nó ăn nó lạ lắm. Ôi ôi nó ngon các bạn ơi. Ngon hơn ăn tôm hùm luôn á. Thịt lươn á thì nó nát ra luôn rồi. Món này mà đãi mẹ là mẹ thích hơn là đãi mẹ ăn tôm hùm luôn á. Ngon quá. Bởi vì nếu mà các bạn để ý á, chỗ mẹ á không có nhà, không có nấu nhiều món mà. Nghĩa là một cái nồi này thôi. Nhưng mà nó sẽ rất là nhiều món ở trong đó. Ăn sẽ đủ vị luôn. Còn người Việt Nam mình thì mình thấy mình đồ mặn nè, đồ xào nè, rồi canh nè. Đó. Trung bình là mình thấy là 4 món. Còn người dân tộc thì một nồi thôi. Chung hết trong một nồi. Nhưng mà phải cẩn thận với lươn, nó có xương. Hôm qua mới ăn mới bị mắc xương rồi đó. Cá hấp nè, mua cá hấp đông lạnh mà. Để miếng cá rồi. Lấy miếng ớt nữa. Bữa nay làm ri ăn cũng hơi bị làm kiểu đó bạn. Bình thường chỗ mình á, nếu mà ăn cơm chung á, cả gia đình á, ăn bằng thầu các bạn. Một thau cơm, xong một thau canh nữa, hoặc ăn chung vậy thôi. Đặc biệt còn bốc bằng tay nữa. Hồi nhỏ mình rất là thích ăn ăn cơm, không biết tiếng Việt kêu là cái gì đó. Mình không biết cái từ đó tiếng Việt luôn các bạn. Tiếng của mình là mập bình chùm các bạn. Nghĩa là mình ăn chung giống như là mình có bạn bè 4-5 người hay gì đó. Xong rồi mỗi người đem một món cái cơm, xong rồi ngồi ăn chung các bạn. Nghĩa là đồ ăn á là ăn chung luôn. Rồi mình rất là thích ăn như vậy, tại vì nó sẽ có được nhiều món các bạn ạ.
giống như là nhiều khi cũng là đều là món đơn giản vậy thôi, nhưng mà trời cay quá. Nhiều khi nhà Mary ăn ăn đậu các bạn, thật sự chỗ Mary rất là hay ăn trái cà các bạn ơi, nói trái cà chung với lại các loại rau hoặc các loại đậu, cay quá. Đó, không là đổ cơm chung hết, có người thì cơm nếp, có người thì cơm tẻ này kia tùm lum hết các bạn, đầy đủ hết trơn luôn, mỗi người mỗi khác. Nó có rất là nhiều loại loại gạo các bạn ha, như mấy lần trước mình có nói là nên là ế các bạn, không biết sao không. Nó không có được hợp với cái này, tại vì cái này nó ngọt, chua chua ngọt ngọt. Mình toàn uống bằng cái này các bạn biết không? Tại vì tham chia ná, nhiều khi làm bể cái ly rất là nhiều luôn, nên thành đam mê cho hai đứa uống bằng cái này luôn. Bữa nay làm ra ăn cơm rất là nhiều luôn á. Cái này mà ăn nhiều người nữa vui nữa, mà thật sự ăn một mình hơi bị buồn. Sau này mà mới có dịp về Việt Nam mà Mê mời các bạn đi qua thăm quê của Mê ha. Vậy thế này thì các bạn thấy rất là bụi luôn. Nếu mà các bạn sắp xếp được, các bạn qua Gia Lai, qua quê của Mê vì nghèo lắm các bạn à, nhưng mà rất là vui. Nếu mà Mê mà có dịp về á, nói chung là không có về lâu được. Nhưng mà Mary muốn về là Mary sẽ làm lại, kiểu giống như là Mary sẽ làm các video hoặc là làm những gì mà Mary hồi nhỏ Mary đã từng làm, kiểu gì á. Mary thích cách như vậy, nó ôn lại kỷ niệm của Mary, ví dụ như là hên xui đi lên rừng nè, Mary rất là thích nè, hoặc là đi bắt cua nè, đi bắt chuột nè, giống như là mấy cái đó hồi đó Mary làm rất là nhiều luôn các bạn. Thành ra Mary cũng muốn khi mà Mary về á, thì có thể là không phải là bản thân của Mary làm tất cả những cái đó, nhưng mà Mary muốn rủ thêm giống như là những người bạn của Mary hồi trước hoặc là cô chú này kia, có thể là Mary đi theo thôi, nhưng mà đó là tuổi thơ của Mary, Mary thích như vậy. Thật ra ông xã của mình cũng kêu mình về mình các bạn. Ông xã của mình hơi khó các bạn à. Hơi khó với lại kiểu như là thẳng tính đó. Nên hả, nếu mà về thì cũng kiểu như là nếu mà về với ông xã mình á, chỉ có thể là về thăm thôi, kiểu như là thăm, ví dụ như là thành phố của mình ở, rồi thăm chỗ mình ở kiểu như là vài bữa này kia thôi, rồi đi đi chơi hoặc là đi về hoặc là đi chỗ nào khác các bạn ơi, chứ không phải là về xong rồi ở đó luôn đó. Mà mình thì không thích như vậy, mà thích về quê mà ở dưới quê thật sự luôn á. Còn ông xã Mary chắc chắn ông mà về làm sẽ ở khách sạn thôi, mà nghĩa là ở trên thành phố xong rồi sẽ lái xe thôi, không không có, nói chung là không có trải nghiệm được cái cuộc sống ở dưới quê các bạn, không có ngủ dưới quê luôn, giống kiểu vậy đó.
Tại vì thậm chí Miriam qua bên Mỹ là gia đình của Miriam toàn ở khách sạn thôi mà, nên thành ra tốn rất là nhiều tiền luôn. Nếu anh muốn thoải mái, tại vì với Mary thì không sao, nhưng mà với anh thì hồi trước gia đình của Mary bên Mỹ đó thì có em của Mary, em gái của Mary thì mới lập gia đình ở chung rồi, rồi em trai em gái của Mary, nói chung không cô cũng không có dư phòng các bạn cho gia đình của Mary. Tất nhiên là ba mẹ thường kêu ngủ phòng khách, tại phòng khách cái xài lắm các bạn ơi, nhà Mary là không có xài phòng khách các bạn, trừ khi Mary qua bên Mỹ thôi là xài phòng khách, là hai người ở ngoài phòng khách á, còn bình thường là nhà Mary không có bao giờ ngồi phòng khách luôn á, toàn là ngồi dưới bếp thôi, nên thành ra người nào cũng mập. Mà bây giờ thì mà em gái của mình mua nhà riêng rồi, em trai của mình thì đi làm xa, đã vậy á ba của mình còn mới vừa nối thêm hai phòng nữa các bạn, nghĩa là làm thêm ở đằng sau nhà, nối thêm hai phòng nữa, nên thành ra nhà rất là rộng mà bây giờ là không có người luôn các bạn ơi, chỉ có hai ông bà già thôi, nên thành ra hai ông bà già buồn lắm. Ồ, nha. Ông vào cũng 2 năm rồi các bạn ơi, 2 năm rồi mới không có đi thăm ba mẹ, rồi mới định là sẽ đi năm nay nhưng mà chắc là mới không đi các bạn, thích lắm muốn lắm. Nhưng mà hai đứa đi học nên thành đá bình thường á thì không biết iPhone mẹ mẹ cãi quá à, xíu nữa sẽ phone lại. Bình thường á gia đình mới đi ví dụ như là 2 tuần chẳng hạn, lúc mà Giáng sinh á có thể 2 tuần xong rồi đi về bên này là về đi học, nhưng mà bây giờ tại vì dịch bệnh á, nếu mà đi về đi qua bên đó chơi 2 tuần xong rồi về bên này phải cách ly 2 tuần nữa thì thật sự là thấy không có được các bạn ơi, không nên đi, tại hai đứa sẽ theo bài không kịp trong vòng 2 tuần đó. Thậm chí Thiên nghỉ học 3 4 bữa, 2 3 bữa thôi là theo bài nó còn mệt các bạn ơi, là về nhà làm My phải làm bài tập với nó mà là phải học chung với nó để mà cho nó theo đó. Còn không là nó cũng không hiểu bài á, nên thành ra nếu mà mình không có học chung với nó thì nó không biết luôn, nên thành ra nó nghỉ 2 3 bữa cái là đem một đống bài tập về nhà, xong rồi Mri phải là người giống như là vừa làm vừa chỉ nó, mà 2 tuần là thôi luôn, nên thành ra Mri quyết định là năm nay Mri sẽ không có đi Mỹ trừ khi đi mình. Mà đi mình thì đâu đâu gì vui đâu, nếu mà đi một mình bên Mỹ không có dịch chẳng hạn, đi một mình để mình đi chơi rồi quay phim rồi thăm bạn bè chỗ khác đó thì được, còn đi thăm gia đình thì thật sự là Mri cũng muốn đi chung với hai con mắm mà. Như vậy thì Mri mới cảm thấy vui, nhớ là Mri chưa có bao giờ xa hai đứa mà lâu hết trơn, nên năm nay là nghỉ nhà tiếp, nhà ngủ tiếp. Thôi bạn ơi, đã quá các bạn, bữa nay thật sự là rất là đã luôn á, ăn mà vẫn còn thèm, các bạn vẫn còn ăn được, nhưng mà cái bụng thì đầy rồi nhưng mà cái miệng ăn với lại ăn cái mấy cái lá đắng á rất là ngon các bạn ơi, càng ăn càng muốn ăn nữa, uống nước rất là ngọt. Bây giờ mình sẽ dừng video ở đây ha, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình, hẹn gặp các bạn trong video tới, bye bye.